Ok. Rồi, cảm ơn anh nhận được bài của các bạn rồi ha. Rồi, vẫn nhắc lại ha, có thể các bạn cứ nghĩ là đây là một cái lớp để chấm điểm hay cái gì đó, anh không cần biết. Thì anh nói rõ lại cái ý định của cái lớp này là lớp học. Những gì mà các bạn làm không ra hay là ra gì đó thì tùy vào năng lực của các bạn. Các bạn làm ra thì ok, mình không có cần phải sửa nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn làm không ra thì anh sẽ lấy những cái file đó, anh cố gắng anh demo lại cho các bạn. Tại nhiệm vụ của các bạn là cần phải hiểu chứ không phải là các bạn đem về. Nếu mà các bạn cảm thấy mà học chỉ cần nhìn video không á, mà các bạn hiểu rõ thì anh nghĩ là các bạn có rất là nhiều khóa online, các bạn cứ học online trên mạng. Rồi người ta cứ theo video đó. Cần gì thì cứ nhắn, người ta sửa. Sửa người ta sẽ không có sửa trực tiếp bằng quay video giống anh, mà người ta sẽ note lại gì đó, vân vân. Thì đó là cái cách mà học video. Còn ở đây á là mình các bạn làm không ra, các bạn vẫn đang học online. Đây là work from home. Nhưng mà khi mà các bạn có những cái gì mà không ra, làm không được thì anh lấy những cái file đó, anh sửa lại dựa trên những cái file mà tình trạng các file của các bạn á nó chưa có ổn ở chỗ nào thì anh cố gắng anh đẩy lại. Kết hợp với video anh đã quay làm demo mẫu. Đó là sự kết hợp qua lại giữa cái lý thuyết mà anh làm, sau đó là cái phần thực hành. Kết hợp qua lại thì nó mới tốt hơn được. Hiện tại thì quay trở lại bài này thì ok, bạn Trang làm khá ổn. Về cái hình dáng sáp, tay đánh khối cũng khá khá. Có một số cái á, thì bạn sẽ cần phải lưu ý á, là anh nghĩ á, là cái phần tay khúc này nếu em muốn làm tốt hơn á, thì em hạn chế mấy cái khối cục cục như thế này. Ở đây á, cái khối cục cục là sao thì anh sẽ cố gắng giải thích rõ hơn. Đây là những cái khối mà mình sẽ cảm thấy rất là cục cục. Đây nè, một cục nè. Đây rồi khối xếp cục nè. Không. Có nghĩa là chỗ này là gần như là nó là em thấy giống như là hai cái cục mỡ gì đó. Anh cũng biết có thể là các bạn nhìn tay các bạn có cục mỡ. Nhưng mà thực tế á, anh nghĩ là các bạn nên giảm cái này đi. Tại vì cái tay của mình nó không phải là giống như là này, chắc do ăn bánh tét ngày Tết nhiều cho nên còn dư một đống mỡ ở đây nè. Nó dạng y chang vậy á. Khi mà anh xoay ở hướng này ha, cái tiếp, cái này cũng được. Các bạn cũng nên hiểu là khi mà cái tay của các bạn muốn có cái ngấn này á, thì buộc cái tay của các bạn phải cong. Nếu các bạn muốn có cái ngấn này nè, thì cái tay của bạn á, nó phải cong vòm như thế này. Tại vì các bạn cũng biết cong vòm thì nó sẽ tạo thành cái ngấn, thì những cái chỗ mà cục ngấn này nè nó sẽ tạo hai cái cục này sẽ dồn dồn cái khối thịt lên nó mới tạo ra cái đống mỡ. Còn nếu mà cái tay của các bạn đang giãn á thì các bạn nên xem xét đừng tạo cái cục này quá. Và bên này á nó cũng đang khá là mạnh. Cái chỗ này nè, nó đang ở trạng thái giống như là nó sao vậy? Nó bị vác, cái này giống như bị vác một mặt ở đây, nó phẳng phẳng rồi nè. Có thể là do phần này các bạn làm nó khá là bự, nó khá là nhô u. Thì nếu mà là anh á, ok anh sẽ cố gắng anh vác cái phần này lại.
Anh sẽ vác cái phần này lại. Còn cái phần này nè, các bạn đang có một cái hơi bị nhầm. Khúc này nó nhô lên, nhưng mà cái chỗ này á là cái xương của cái phần mình ha. Nó không đi thẳng hàng từ đây đến đây mà nó thành một khối như thế này đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy một khối như này. Nếu mà cá nhân anh á, anh sẽ cố gắng anh đánh ngắt hai cái khối này ra. Tại vì xương của mình á, nó không có liền thành một khối như thế này mà nó có hai cái đoạn giống như là cái đoạn mà các bạn lên dốc. Dù các ai mà có đi Đà Lạt đi thì các bạn sẽ thấy giống như thế này á, giống như các bạn đoạn lên dốc vậy á. Còn trên đây là một cái đường trên chạy từ đây nè, bắt đầu nó chạy lên nè ha. Nó không có đi nguyên một cái khối mà gần như là hai cái cục này, cái đây là hai cái cục. Nếu mà anh để lại á, các bạn sẽ thấy đây là hai cái cục nè. À, hai cái phần này nó nối lại với nhau luôn nè. Đây. Còn với anh á, anh sẽ giãn cái phần này ra. Tản cái phần này ra. Và để cho nó đúng hơn thì lúc này á anh sẽ đắp đắp khúc này lại. Còn phần này ở đây thì nó là cái khúc xương rồi. Ok. Rồi. Tiếp tục đánh tản cái khúc cái khối này ra lại cho nó mất đi cái một cái đường chạy thẳng ha. Ở đây cũng bắt đầu nhả ra nè. Nói chung là các bạn làm khá là ổn dần dần rồi đó. Anh nghĩ là anh cảm giác là các bạn đã tiếp thu được khá khá. Thì đó là đối với các bạn nộp bài nhiều thôi. Còn các bạn đa phần các bạn không hợp bài á, thì anh không ý kiến. Tại vì không có cái bài của các bạn, anh cũng chẳng biết các bạn đang ở đất khu nào đó. Ví dụ như Nhân nè, Nhân làm lúc ban đầu cũng khá là xấu, chưa có đúng, nhưng mà Nhân thì cố gắng, Nhân gửi bài đều đặn, dần dần á cứ sửa sửa một chút thì Nhân sẽ bắt đầu bắt hiểu và sửa khá là tốt. Không có ai mà một phát là tốt liền đâu nha. Đó, anh sẽ đánh nè. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây nè, anh sẽ có hai cái phần riêng biệt, nó không còn giống như cái lúc ban đầu của mình nữa. Lúc ban đầu của mình là hai cái phần này là gần như là không thấy, mà cái cục này á giống như là nếu mà nhìn ở đây á giống như là các bạn vừa mới đấm vào một cái chỗ gì đó, sau đó từ ở đây nó u lên một cục. À, nó u lên một cục. Nếu mà các bạn nhìn sơ thì các bạn chưa có cảm thấy đâu, nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy cái này có cái gì đó là lạ. Bây giờ thì sao mà anh sửa cái phần này lại chút thôi, nó cũng không có gì nhiều đó. Còn chỗ này á, anh sẽ không nó để hai cái ngấn quá dữ dằn như thế này nữa, mà bắt đầu nó tản bằng ra. Tại do lớp da trên của mình, và anh cũng không có cái thế nào gọi là thế gồng. Anh không có gồng cứng cái tay để cho cái xương này nó nhô hẳn lên, cho nên anh sẽ bắt đầu anh tản cái phần khúc này ra. Tản ra. Cái này nó quá nhô rồi, nếu mà anh cứ đắp vô nữa thì không ổn, cho nên anh bắt đầu anh lấy ra. Mà các bạn sẽ thấy là bắt đầu hai cái chỗ này, mấy chỗ này nè, bắt đầu nó mờ mờ dần đi, nhưng mà nó không quá bị phồng ha. Đó. Chỗ này thì hồi nãy anh nói rồi, anh cố gắng anh cái chỗ này thì bắt đầu nó giao thoa vô, nó bắt đầu nó blend vô khối bên này, bắt đầu đánh nhẹ nhẹ vào. Còn đây á, hồi nãy nó phồng quá, anh tiến hành anh lấy ra bớt bớt khối mỡ nó đi.
Còn phường thì có bạn thì sẽ có những cái ngấn khúc này khá là lớn, khá là thấy rõ. Nhưng mà không phải là kéo khúc này ra đâu, mà là các bạn kéo cái khối anh vừa mới đánh này nè, ở bên này nè, các bạn kéo nha, để tạo ra cái ngấn ở chỗ này. Đó, đây là cái khối bằng tay của mình ha. Ok. Rồi, nói chung là nhìn thấy những cái thành quả của các bạn như thế này, mình cũng cảm giác là mình vui, mình dạy được thôi. Nhắc đi nhắc lại, các bạn nào mà làm chưa ra sếp á, thì thông thường các bạn cũng có thể một phần là các bạn đánh cái khối quá mạnh, tay lực tay của các bạn cứ đánh cho nó nhấp, nó quá mạnh đi nên rất là khó. Còn anh thì anh sợ cái bàn vẽ của anh nó bị hư trầy quá, cho nên thường là anh hay phớt phớt nhiều. Nhìn khó đây khá ổn. Có cái chỗ này là tiếp tục á, thì anh thấy là chỗ này nó có một cái điều là chưa có ổn. Thứ nhất á, là anh không biết ở đâu mà nó ra cái ngấn này. Hai cái ngấn này giống như là hai cái ngấn khối cơ, nhưng mà mình cái tay mình làm gì có cơ nào ở đây như thế này đâu. Ở đây là mình chỉ có cái xương từ cái hai cái đốt xương của cái thằng ngón cái, một thằng là ở trên. Nếu các bạn không gồng thì gần như là nó tịt hẳn vô bên trong. Và các bạn có thể đánh phần này nhẹ, sorry. À, đánh nhẹ. Còn một thằng thì nó nhìn khá rõ, nhưng mà nó sẽ đi từ khúc này nè, nó gần như ở giữa, ở giữa của cái phần cổ tay của mình là cái điểm này ha. Rồi còn cái đoạn mà lõm á thì các bạn nên đánh trước, tại vì nếu mà các bạn đánh cái xương này lên trước thì cũng được thôi, nhưng mà các bạn phải xử lý lại, thì các bạn có thể phân tích để các bạn đánh lõm cái phần này trước. Đó. Coi các góc trước khi mà các bạn quyết định các bạn làm đẹp thì các bạn coi cái góc các bạn sửa trước giùm anh. Cái này nó phải xuống đây luôn ha. Đánh lại thôi. Qua đây nè. Xương từ cái đốt cái khớp qua đây. Rồi. Đây nhẽ ra. Chỗ mấy chỗ đánh lõm này á, các bạn cố gắng đừng tạo cho nó thành hai cái đường như thế này ha. Tạo hai cái đường như thế này rất là xấu. Cố gắng mình đánh theo các hướng để cho nó bớt đi cái tình trạng là nhìn thấy giống như là hai cái đường. Hai cái đường ngấn kia nó không có được đẹp.
Các bạn cũng thấy nãy giờ á, ví dụ như anh đánh á, nãy giờ là anh đánh theo cái trạng thái á, mà để cho cái đường này nè nó không có bị quá nặng. Đây, cảm giác là nó mờ mờ thôi, nó không bị quá nặng tay. Nhưng mà các bạn vẫn có cái gì đó cảm thấy là có cái đường gì đó nó chạy trên này. Rồi, còn cái chỗ này nè, nếu mà anh xây ngay khúc này ha, thì các bạn sẽ thấy, ủa, cái chỗ mà bắp tay ở mặt dưới của mình nó lẽ ra nó rất là phồng, nhưng mà ở cái góc độ này á, gần như là các bạn thấy mất mất tiêu luôn. Có phải bây giờ các bạn để cái tay mà giống như cái hướng của anh coi rồi, có phải cái đường, cái khối ngay chỗ này nè, nó sẽ vòng lên một khúc như thế này nè. Chưa? Đó là chính là cái phần này của mình. Mà ở đây á, thì mình đánh nhưng mình không có xoay nhiều quá, mình còn không có để ý á, gần như cái chỗ này nó mất tiêu luôn. Đây, anh đánh lại nè. Thì chỗ này anh cần nhiều thì anh mới mạnh tay một chút. Đó. Cái chỗ này thật ra đánh rất là dễ. Cần hiểu và đánh một chút là nó sẽ tốt à. Này, này, này xuống đây rồi. Còn về cái chỗ này thì mình cố gắng xử lý lại một chút thôi cũng được. Ở đây thì nó quá dày. Đẩy cái này lại một chút. Lại giống như nếu mà các bạn nhìn cái chỗ này ha, các bạn sẽ, hồi nãy anh để này lại đi, thì các bạn sẽ thấy cảm giác á, là chỗ này nó bự, nhưng mà qua đây á, nó giống như bị móp một cái gì đó. Cái ngón tay của mình á, nó còn không còn là một cái đường, không có còn cân xứng nữa. Mà chỗ này nếu mà anh nhìn ở đây nè, đường này nó sẽ móp một đường, thấy rất là rõ. Khi mà các bạn có gì không hiểu thì các bạn cố gắng lên tiếng, anh sẽ cố gắng chỉ lại một vài cái kỹ thuật nào đó nếu mà các bạn bị miss cái thông tin hoặc là chưa nhớ được cái kỹ thuật đó. Rồi anh đánh lại cái khối này cho nó. Chỉnh lại cái khối chỗ này chút thôi là xong. Tụ chung thì về cái sáp tổng là khá là ổn. Phần nãy giờ thì anh sửa một ít về kiến thức thôi. Về sáp là ổn rồi. Nhưng mà mấy cái này nè, thường á, nếu mà các bạn là một thanh niên mà ở kích cỡ bình thường ha, anh không nói là béo phì hay gì đó, thì mình cố gắng mình đừng có đập mấy cái này, nó phồng, nó bự quá. Rồi.
Thì những cái sếp mà lúc ban đầu của mình như thế này ha, anh cố gắng anh chỉnh lại cái sếp con này trước. Ở mặt này thì các bạn có thể hơi bị khó thấy, thì anh xoay lại ở mặt này các bạn sẽ thấy là anh đánh cái chỗ này nó sẽ mượt hơn. Nó không còn bị phồng một khối nữa. Đây là khối cục nè. Đó, góc này nhìn thấy rõ nhất nè. Để đây luôn, zoom lại gần chút. Nguyên cái bàn tay ngón tay như thế này, ở đây là khối mỡ bánh chưng bánh tét ngày Tết nè. Rồi anh đánh nhẹ lại nè. Cho các bạn tập fitness lại nó bớt đi nè. Rồi. Ok. Còn cái phần bên này nè, mình mất luôn cái khối chia cái khối của cái phần ngón cái bên này rồi. Anh cũng cố gắng anh đánh lại cho có nè. Rồi, phần ở đây, cái phần khối xương đi ở đây á, thì nó chưa có được ổn lắm. Đây mất cái phần khối xương đây nè. Anh cũng cố gắng anh đi lại khúc này nè. Nghĩa là xương của mình á, nó sẽ đi vào cái hướng giữa, ở vị trí gần như là khúc giữa của cái cổ tay của mình. Còn bên đây á thì lúc ban đầu á nó là nguyên một cái khối cục. Đây, đây là nguyên cái đường cục, này là chi tiết giống như là mình bị ai đấm hoặc là mình đỡ cái gì đó mình sưng phồng nguyên cục ở đây. Anh tẻ cái này ra lại cho làm ra hai khối, thì đây là phần xương. Nhưng mà xương thì mình không có gồng cánh tay cho nên anh làm về sau anh làm cho phần này nó mờ ra, nó nhẹ đi, nó không còn quá thấy rõ. Ok. Khá ổn. Rồi, cái này của bạn Tiêu. Về sếp của bạn Tiêu thì cũng ok hơn rồi. Thì Tiêu thì khúc này không, hồi nãy đâu rồi. À, vào lớp trễ. Thì ở cái phần này các bạn làm khá ổn. Anh nghĩ là các bạn có thể lên chi tiết giùm anh được rồi. Sếp lúc này cũng chưa có sửa nhiều lắm, nhưng mà mấy có một vài cái á, các bạn có thể sẽ cải thiện hơn chút. Giống như cái phần này của các bạn á, thường là anh cũng không biết là các bạn tại sao hay các bạn hay có cái giống như là các bạn đánh mấy cái chỗ này hơi bị cục. Phần này thì khi mà các bạn dang cái tay ra thì nó không có cục đến nỗi mà đến nó như là nguyên cái cục mỡ này đâu. Hãy nhẹ nó xuống đi. Thon thon lại một chút. Rồi. Đây cũng được. Ở đây thì có nè. Tiêu thì có cái phần này, còn các bạn khác thì hồi nãy thì lại mất tiêu. Ok, về sếp thì anh nghĩ là ở đây cũng gọi là mức tạm ổn rồi đó. Giờ chỉ chờ lên chi tiết. Có thể hồi anh tiếp tục anh ngồi lấy thời gian anh đánh chi tiết lại một chút cho. Nếu mà các bạn chưa hiểu. Phần ngón thì có thể là các bạn chưa có chỉnh sửa tiếp, tại vì thấy các bạn cũng chỉ mới có đụng bài sếp à. Mà cố gắng lên đẩy tiến độ lên chút nữa. Này là hơi bị chậm. Khi mà các bạn làm cái này cố gắng đừng để cho các bạn thấy cái đường ngấn kiểu này hoài ha. Các bạn chỉ có thể thấy là ở đây là cái đốt cái nắm đấm nè, đốt xương của mình chỗ này nó chạy theo cái hướng này chạy lên.
Chỗ này thì các bạn bắt đầu các bạn tách cho nó tạo thành cái màng. Cái màng của mình. Nhớ giữ cái màng khúc này. Đây cái màng của mình ở đây nè. Còn đây là cái phần khe của các phần giữa phần ngón tay. Phải có. Không có là muốn các bạn quen tay là các bạn mất luôn cái khe này là các bạn ngồi chỉnh cực lắm á. Sau đó thì cố gắng ngồi đánh mấy cái nắm đấm tượng trưng nè để cho mình biết ở đây là cái khối xương của mình nè, có nắm đấm của mình nè. Còn mấy cái phần ngón tay á thì nâng mấy cái khúc này lên chút, hoặc là các bạn cúp đường từ đây xuống nó sẽ nối cho các bạn các ngón tay lại. Không, nếu các bước đầu các bạn không có thì các bạn sẽ thấy là giống như cái cục cái ngón út của mình nè, nó không có sự liên kết. Thì tại vì cái bạn làm cũng chưa xong nên anh cũng không có thể đánh giá được có bạn biết hay không thôi. Ở đây anh chỉ nhắc nhở thêm một chút gì đó, nó có cái sự liên kết các ngón của mình ha, chứ không phải là nó chạy nguyên khúc hai khúc riêng biệt đâu. Nhìn cảm giác có sự liên kết rất là thấy rõ nè, nó không phải là hai cái ngón riêng. Rồi này chút rồi, còn về của bạn Hiếu thì làm tới đây cũng gọi là ổn, nhưng mà có một cái sẽ cần phải sửa. Hiếu thì đang đánh cái này do anh cảm giác là giống như đó là gọi là suy dinh dưỡng, chính xác gọi là suy dinh dưỡng ha. Từ hai cái khúc này nè, gần như là khúc này khá là bự. Ví dụ như bây giờ anh lấy cái này à, anh ngồi anh vẽ ra thì bạn sẽ thấy rõ ràng, nếu mà anh so sánh đối chiếu á thì thấy rất rõ cái chỗ này. Ví dụ như lấy ở viền này, viền này, viền này đi, thì đây là cái cách mà mình nhìn low poly nè. Có phải các bạn nhìn cảm giác là cái này á, bắt đầu từ đây nó nhỏ đi lại rất là nhiều không? Đó, rồi từ đây xuống đây nè. Này giống như là thiếu ăn vậy á. Bạn có cảm giác là cái chỗ này của các bạn nè, nó là ở chỗ nào trong hình rep á, các bạn cảm thấy là tay nó đầy đặn hơn không? Đây ha, cảm giác ha. Thì một phần á là cái điểm này có thể là các bạn hơi bị chết đi lên một chút, và cái cánh tay của mình nó làm cũng chưa có ổn một phần sếp lắm. Hoặc là các bạn khỏi làm cánh tay, nhưng mà nếu mà các bạn làm cánh tay thì các bạn cố gắng sửa cho anh một chút cái phần này. Cũng giống như cái đầu, bây giờ các bạn giống như là các bạn làm cái scope bài đầu đi đúng không? Nhưng mà cái cổ khi mà các bạn không có làm đến bờ vai đúng không? Nhưng mà các bạn có làm cổ. Nếu mà các bạn làm cổ mà cái đầu các bạn to mà cổ các bạn nhỏ, các bạn có cảm thấy nó kỳ hay không? Nó cũng tương tự như cái phần này thôi. Đến mấy cái khúc này á, hoặc là các bạn phải mở ra tiếp cái phần này cho nó đều lại chút. Thì cái phần này nó không quan trọng lắm. Có điều á, là mình đã làm tới mấy chỗ này thì mình lưu ý một chút cho nó đẹp đẹp hơn, chứ tự nhiên nhìn cái cách cánh tay rồi đến đây giống như là bỏ đói lâu ngày vậy á. Ok. Thì ngoài ra anh cũng kéo cái này nhẹ ra một chút đi. Nói lại ha, những cái mình nhích nhẹ nó cũng có tác động rất là nhiều trong modeling. Rồi,
Hồi nãy cũng giống như bài của Trang ở trên, thì rõ ràng đến cái này các bạn cũng chưa có mường tượng ra được cái xương của mình. Cái xương của mình hồi nãy là anh cũng đã làm trên kia rồi, thì các bạn cũng thấy là cái xương của mình đó, khi các bạn làm đến đây á, nhớ một anh một điều, cái xương ngay chỗ này nè, nó đi vào giữa giữa đó, giữa đây nè. Cái này mình đang làm xương giống như là nó bị uốn cong quá ở cái khúc này đó, nó hơi bị quá quá cong đi. Cái tay của mình á, các bạn thậm chí các bạn ngấn nó lên á, các bạn cũng sẽ không thấy nó cong tới nỗi mà nó cong vòng như thế này đâu ha. Này là hơi bị quá cong rồi. Còn cái khúc này thì cố gắng đánh cho nó nhã ra. Hồi nãy anh cũng có hướng dẫn cái kia rồi ha. Các bạn ngồi trước khi mà muốn làm chỗ này cho dễ á, thì anh chỉ lại là các bạn cố gắng, các bạn sẽ không cần đánh này, mà các bạn làm đánh cái khối mà nó có, thì giữa hai cái khớp này á, nó sẽ hai cái phần xương này á, nó sẽ có một phần lõm nhỏ nhẹ, nhỏ và nhẹ thôi nha, chứ không phải nhỏ và nặng đâu. Đó, đánh ra cái khối này trước, còn phần xương các bạn chỉ cần lấy standard đó, các bạn chạy một đường nhỏ là nó đủ đẹp rồi. Đây, chạy một đường nhỏ nè. Đúng chưa? Cảm giác nó sẽ nhẹ mắt hơn, cảm giác là con mắt của mình nó không bị nặng nề cái khúc này lắm. Ừ. Nhưng mà các bạn vẫn thấy được cái độ lõm ở cái phần này. Rồi, còn về cái chỗ này á, các mình sẽ cố gắng mình đẩy cho cái phần tay của mình á, nó phẳng thẳng hơn cái chỗ này ha. Thì các bạn sẽ cảm thấy là chỗ này á, là cái phần khi mà các bạn nhìn chỗ này nè, nó không có bị u lên một cục. Đây nè, nếu mà giờ để lại cái phần cũ đi ha, các bạn sẽ thấy chỗ này của mình giống như tay của mình nó u lên một cục đây nè, nó không có cái phần chạy nghiêng qua. Ví dụ như ở đây anh vẽ cái này thì các bạn có thể là sẽ mường tượng dễ hơn. Ví dụ như cái vừa dựa vào cái hình khối xếp này, anh thấy nó rất là gì, thì anh sẽ cần phải bẻ cái phần này nè, lấy ra bớt cho cái thằng này nó tuột cái khối này xuống cho cái chỗ tay này của mình á. Đó, lý do đó tại sao mà chỗ này anh đánh cho nó bắt đầu nó xuống xuống nè, thấy không, nhìn nó không còn bị phồng nữa. Và để đánh được vậy các bạn buộc phải xoay giùm anh ha, mình không có ngồi để cho có đúng một hướng rồi các bạn đánh đánh như thế là đánh sai. Các bạn đang tưởng tượng các bạn đang đắp đất sét thì không có cái lúc nào các bạn cũng có cái góc nhìn mà thẳng băng như thế này, thẳng băng như thế này, thẳng băng như thế này đâu, mà các bạn phải xoay, cảm tưởng là các bạn sẽ xoay rất là nhiều, ngồi nhìn tới nhìn lui xoay quanh thì cái vật thể nó phải giữ yên, còn các bạn thì cứ nhìn tới nhìn lui mà các bạn xoay để nhìn các góc độ là vậy á, tưởng tượng gì đi. Còn đây đắp nhẹ lại. Rồi, còn đây thì anh đắp lại cho đầy đặn lại nè. Nhớ nha, cái nhớ các bạn đã học học anh đó thì các bạn cứ để ý cái hướng mà anh xử lý mấy khúc này đi. Nó gần như là các bạn rất là hiếm khi nào các bạn thấy mà anh đánh một cái đường chi tiết dạng như thế này. Những cái đường chi tiết dạng như thế này á, nó thứ nhất nhìn rất là xấu, và thứ hai nhìn nó cũng không có cảm giác là nhẹ nhàng.
nó có gì đó nó rất là nặng nề ở cái những cái đường ngấn như thế này, phần sạc như thế này. Còn trong khi các bạn, nếu mà các bạn nhìn ở chỗ này nè, các bạn thấy đó là anh quẹt rất là nhiều lớp, nhưng mà cái cảm giác của nó nhìn nó ổn hơn rất là nhiều so với cái hồi nãy các bạn đánh. Đường ngấn gì đó nó vẫn có đường ngấn lởm, nó vẫn có lởm, nhưng mà nó không hề là một cái cục nổi khói, nó không phải là chỉ có một cục nổi khói thôi, mà nó sẽ còn có cảm giác rất là nhiều, mà nó không nhất thiết là nó phải rõ quá rõ ràng như thế này. Không, các bạn sẽ cảm thấy chỗ này nè, nó rất là nhẹ. Thì đó là dựa do một phần các bạn, cách các bạn đánh nữa. Ví dụ như của bạn Hiếu á, thì rõ ràng á, cái hướng xử lý của bạn Hiếu rất là rõ, bằng cách là bạn hay lấy đem cái chữ standard này nè, các bạn dùng khá mạnh, rồi sau đó các bạn quạch một đường như thế này, quạch một đường như thế này, quạch đường như thế này ha, thấy không? Đây là cái hướng rõ ràng xử lý, là cái hướng của bạn Hiếu nè. Nhưng mà nếu mà các bạn gạch một đường như vậy á, các bạn không xử lý lại á, nhìn nó rất là cục mịch, nó không có được đẹp, cảm giác nó cũng không có tự nhiên. Ví dụ như các bạn đánh đường này, ok, anh cũng đánh đường giống như các bạn nè, không, anh cũng dùng standard nè, nhưng mà thay vào đó anh sẽ tiếp tục anh lấy những cái phần này anh đánh tản nó ra, để cho nó bắt đầu nó hòa vào. Đó, giữa một cái, ví dụ như giữa một cái của bạn Hiếu mà chỉ có một đường như thế này thôi nè, và một cái anh đánh thêm, xử lý thêm, nhìn nó rất là khác biệt. Thì cái cách của Hiếu như thế này á, chỉ áp dụng cho những cái hoa văn họa tiết, giống như là hoa văn trên áo các bạn, là những đường gần như là chạy một đường á, ví dụ như các bạn vẽ chi tiết hoa gì đó, ok, thì những cái này anh không nói. Nhưng mà các bạn, đây là những khối hữu cơ, cũng như organic, organic surface, thì những cái khối này á, nó không có ngấn nguyên đường như thế này, nó rất là xấu, và các bạn nên xử lý theo hướng này, nó sẽ đẹp và dễ dàng hơn, nhìn nó cũng ok, nhẹ con mắt hơn rất là nhiều so với cái hồi nãy. Rồi, cũng giống như hồi nãy thì anh nói lại là khi đánh đến máy này, các bạn cố gắng đánh những cái khối nắm đấm ở đây, nó không cần quá gọi là cầu kỳ gì á, nhưng mà rõ ràng là ở đây nếu mà có khối nắm đấm ở đây á, nhìn nó sẽ tốt hơn là nhiều là các bạn chưa có xử lý khúc này. Rất là cả, nhìn nó giống như là ngón tay với lại cái phần mà bàn tay của bạn á, nó là hai cái bộ phận quá rời rạc. Còn đây là mình có đắp vô, mình có da dẻ, mình có sự kết nối. Còn về cái chiều dài, ok, thì tùy các bạn thôi, anh cũng không sẽ không quá khắt khe phần này, tại vì thực tế anh nói thiệt nha, mỗi bạn sẽ có những cái chiều dài, có khi ngón trỏ là dài hơn là ngón nhẫn, có khi ngón nhẫn là dài hơn ngón trỏ, cái này bình thường. Còn ai mà cứ bảo đem anatomy ra nói chuyện thì mệt mấy người đó lắm. Mình chỉ lấy một cái gì đó gọi là chung chung thôi, cái nào cần thiết, chứ không phải lúc nào anh cũng sẽ lấy anatomy ra bắt buộc các bạn phải theo. Nhìn nó ổn, nhìn nó hợp, phù hợp là được. Ủa, à, chắc nó lấy cái này của anh. Ok, những cái phần khối này bắt đầu nhớ ra đốt đắn, đừng để những cái chi tiết như các bạn khi đánh á, cố gắng đừng để những chi tiết như thế này, nó rất là xấu, các bạn nên đánh tả nó ra giùm anh chút.
chừng nào các bạn muốn cấp chi tiết đẹp á, thì các bạn một sử dụng alpha, hai là chỉnh từng khúc sẽ tốt hơn. Dù như anh vẫn có khối chi tiết đó, nhưng mà anh sẽ không để cho nó cứng ngắc như thế này. Rồi, ở đây thì có thêm cái màng. Và các bạn nhớ nha, những cái màng này á, nó gần như là nó chạy so le với nhau, nó không có đi hết nguyên đường nhiều đâu. Ví dụ như từ chỗ này xuống đây thì nó sẽ ở đây ngưng nè. Rồi từ khúc phía sau này nó sẽ đi một đường lên nè. Còn cái màng ở chỗ này á, nó lại đi từ cái khúc giữa. Cái chỗ này nè, nó lại đi từ cái khúc giữa. Bạn đánh mấy cái khối này đánh tả ngang giùm anh là nó sẽ bắt đầu nó mất đi cái trạng thái mà hai cái đường khối nhìn nó rất là kỳ. Này. Đây ha, thì các bạn sẽ đánh đường đây, còn đường đây thì nó đi qua đây nè, đó, nó là hai cái đường riêng. Còn cái anh thì anh sẽ cố gắng anh xử lý lại cái chỗ này chốt, là anh sẽ không còn cái đường hai cái đường hồi nãy giống như, mà lúc này anh sẽ đánh cho nó đầy 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 vô, nó hòa vào nhau tạo ra cái đường khối nè. Phải lúc anh làm video thì các bạn không để ý, nhưng mà ok, lấy những cái file này anh sửa lại rồi các bạn cố gắng để ý kỹ hơn. Rồi, màn thì ở đây. Qua đây. Ok rồi. Và cái chỗ xử lý màn thì anh cũng có, hôm bữa anh cũng có nói thêm rất là nhiều về cái phần này. Khi mà xử lý thì cố gắng đắp đường khối, rồi sau đó đắp đường chính, rồi sau đó đắp đường ngang giùm anh, coi như là đường cơ chính, rồi sau đó đắp đường da vậy á. Rồi, còn cái cục này thì nó nằm ở mặt trên ha. Không phải nằm nguyên cục ở mặt dưới. Hạ cái này nhẹ lại. Rồi anh nhả cái này lại ra luôn. Cho nó bớt hàng cứng. Ở đây các bạn cảm thấy cái bài này quá khó khăn với các bạn hay không? Nói cho anh thử nghe cái suy nghĩ của các bạn coi nào. Sao con hỏi khó quá hay sao vậy? Hay là không có mặt ở đây các bạn? Cá nhân các bạn nghĩ bàn tay này như thế nào?
Rồi, theo Nhân thì bàn tay không có khó cũng không dễ. Nói chung các bạn cứ đưa cái suy nghĩ cảm nhận của các bạn đi, anh thì không có đem cảm nhận đó đem đi đánh giá gì cả. Mỗi người các bạn có cảm nhận khác nhau. Đánh chỗ này lại cho nó vô luôn. Di thì bảo cũng không khó, khó là ở chỗ ngón cái. Lý do tại sao mình học 3D là vì mình dựng ở các chiều khối 3 chiều. Thì thông thường thì các bạn cũng biết 3D là x, y, z mà đúng không? Ok. Nhưng mà 3D đâu có phải chỉ có 3 các bạn chỉ có nắp theo ba cái trục đó mà các bạn còn phải xoay, có thể các bạn sẽ coi ở cái mặt phẳng x, y, rồi các bạn cũng phải coi mặt phẳng x, z, rồi các bạn phải coi mặt phẳng y, z vân vân. Thậm chí đôi lúc các bạn còn phải xoay cả ở góc nghiêng như thế này, đây mới gọi là 3D. Còn thông thường nếu mà các bạn cứ để cho nhìn cái góc này, nhìn cái góc này, rồi các bạn snap theo góc này thì anh nói thiệt á, nó sẽ rất là khó khăn cho các bạn về sau. Nó sẽ trở thành một cái thói quen rất là khó sửa. Tại vì á, không phải cái gì nó cũng snap theo đúng cái ba cái mặt x, y, z mà nó sẽ còn gần như là chạy nghiêng, chạy xéo, chạy ngang, rồi dọc tùm lum hết đó. Thì cái ngón cái chính là cái điều mà anh muốn nói. Bài bàn tay đa phần không khó, mà khó ở chỗ các bạn cảm nhận cái chỗ ngón cái của các bạn và các bạn chỉnh sửa nó này nè. Cái ngón cái của các bạn thông thường á, anh bảo đảm luôn, nhiều người á không làm ngón cái riêng mà các bạn quăng hẳn cái ngón cái lên đây nè. Để làm gì? Để cho dễ dựng hình. Đây. Các bạn sẽ bẻ như thế này luôn. À. Giống như là các bạn chơi chưởng, chưởng á, nếu mà gọi là chưởng á thì các bạn theo gần như theo cái kiểu này, đúng không? Cái này không sai nhưng mà thật sự nó không có được tốt. Nếu mà các bạn muốn đặt tả cái bàn tay á thì đối với cái hình thái đó gần như rất rất là tệ. Cái hình thái đó chỉ sử dụng khi các bạn muốn làm cái bàn tay mà trạng thái mà các bạn đi chưởng người ta, thì các bạn làm được như thế được. Còn bình thường thì cái bàn tay của mình nó phải thả xuống, và để thả xuống nhớ, các bạn còn phải học cách cảm nhận cái khối nữa. Những cái này á, đôi khi các bạn nhìn thấy nè, những cái chỗ này à, người ta làm tốt là vì người ta để ý rất là nhiều. Thì bài này nó không khó nhưng mà các bạn cũng phải học cách để ý dần dần, từng chút một. Chưa? Do đó mà bữa giờ anh ngồi anh sửa cho các bạn á, là thứ nhất là khối xếp. Thậm chí khối xếp mà nếu mà không sửa là các bạn làm chắc cũng banh chành nữa. Tại vì không có theo cái không học cái tính kỷ luật á.
thì các bạn gò cái bản thân mình nghiêm khắc hơn, không cái này chưa có đúng cái này lắm, tôi phải sửa lại, tôi phải sửa lại, nhìn càng nhiều, xoay qua xoay lại càng nhiều càng tốt. Và đến cái phần này là các bạn cần phải gò nhiều nhất nè, để cho mấy mai sau á, các bạn làm khé tơ á, các bạn gần như là không có bị quên. Chứ nếu mà các bạn làm cho qua loa thì mai mốt á, xin lỗi, làm đến khé tơ mà làm đến cái bàn tay á, các bạn lại bắt đầu ngán tập 3 nữa. Cái bàn chân anh không để các bạn cần phải học bàn chân. Lý do bàn chân các bạn thông thường sẽ mang giày, và bàn chân các bạn cũng không có khó như bàn tay, tại vì năm cái ngón chân của các bạn gần như nó nằm trên một cái mặt phẳng, nên bàn chân rất là dễ. Mà để cho các bạn làm mấy cái dễ đó xong á thì không không có gọi là cũng không có giúp được gì nhiều ở đó. Thậm chí các anh cũng hỏi luôn các bạn có ai mà nhìn cái này nhiều không nè, đúng không? Ở đây có ai thường nhìn vào cái hình mà anh đang để cho các bạn coi không? Nè, Nhân nè, Tiêu nè, Duy nè, Hiếu nè, Trang nè. Đâu ở đây, đâu có ở đây có bao nhiêu bạn thường hay nhìn cái này? Thì anh phân tích nè, tại sao cái này các bạn nhìn không nhìn cái này nhiều, tại vì các bạn ở đây rất là thiếu thông tin, rất là thiếu thông tin là ở cái hình trực quan. Nhưng mà các bạn quên, thật ra cái này không phải là hình trực quan để các bạn ngồi cúp, mà các bạn chủ yếu là để hiểu và chỉnh bow là chủ yếu. Ví dụ như cái chỗ này mình sẽ thấy rõ, đây là nó cúp hẳn vào nè, đây là cái ngón nó hoạt động nè, đó, đây là các đốt nè. Nó không phải là để các bạn cúp chi tiết, mà các bạn mà nó giúp cho các bạn hiểu nguyên lý hoạt động. Ví dụ như các bạn có thấy tại sao nè, cái hình ở đây nó để cho bốn bốn cái ngón tay nó không có bằng không? Tại vì thật sự nó đâu phải bốn ngón tay bằng, đúng không? Mà nó là hình, nó đi theo một cái hình curve, đường cong, thấy rõ. Đôi khi anh thật sự anh không cần quá nhiều cái hình chi tiết này, tại vì hình chi tiết này chỉ giúp cho anh có những cái detail để anh hiểu, để anh làm theo thôi. Nhưng mà thật ra khi mà các bạn nắm cái phần kiến thức á, thì các bạn trước khi làm đó các bạn phải hiểu shape, mà để có shape đúng thì buộc các bạn phải nhìn cái này nhiều hơn, chứ không phải nhìn mấy cái kia. Mấy kia là để detail cho các bạn biết vẽ texture như thế nào, cái skin của mình là nó màu sắc như thế nào, vân vân. Hoặc là cúp mấy cái detail như đường đổ chân lông, detail trên cái skin, cái da của mình. Chứ còn cái này là nguyên lý hoạt động thì các bạn lại không nhìn vô là các bạn mới thấy mệt nè. Đó, thì anh phân tích một vài cái thói quen nó không có được tốt, để cho có cái thói quen mà nó tốt á, các bạn phải có một cái nhìn bao quát. Đôi khi các bạn thậm chí các bạn không cần phải nhìn những cái hình này, bắt các bạn tập tìm hiểu những cái này đi, nó sẽ tốt hơn. Rồi, thì ở khúc này là anh chỉ có file của vài bạn thôi, không có nhiều. Ở đây thì chủ yếu mình vẫn còn thời gian, cho nên các bạn nào không hiểu thì các bạn cứ hỏi, anh sẽ cố gắng anh giải đáp.
cái sếp này đã bắt đầu lên rồi. Các bạn làm bạn Tiêu làm lên được ổn, hồi nãy có sửa một chút về cái mấy cái phần này thôi. Cũng có nhiều lắm, sếp chính thì không có sửa nhiều lắm, chỉ có nói về một số bắt đầu lên khối chi tiết. Mà sao bây giờ mới cảm thấy riêng nè, sao cái bàn tay này nó nghiêng dữ vậy? Còn cái phần này thì mình giảm chút đi ha, đâu có cần phải nâng nó cao đến thế, các bạn đang dang tay ngang mà. Này thì hơi cong một chút. Thật ra là không phải cong cái phần này đâu nha, cái phần này không phải cong đâu, mà là nó sẽ nhô cái phần nắm đấm lên một chút. Đâu, em ý em nói là ngón tay nào bị méo. Nói cái này hả? Trời đất, lúc xếp muốn ngón tay. Rồi. Mà lúc xếp bốn ngón tay nó phẳng rồi chắc em đi ngồi nghiêng theo cái này luôn á. Rồi, ok. Thì anh chỉnh lại khúc này ha. Cái phần này của mình á, nó không cần phải. Ngang quá. Nó chỉ cần hơ hơ giống như cái tay của mình đang thả lỏng á, nó có cái độ lên xuống ở khúc mấy khúc này. Ngoài ra tại vì phần của em á, nó chưa có mấy cái nắm đấm nên chưa có cái mấy cái vị trí này nó nhô lên. Nhưng bình thường nếu nắm đấm thì mấy cái thằng này nó cũng có nhô lên chút nè. Rồi đồng thời thì em làm cái khúc này nó ngang như thế này là ổn rồi. À, nó nghiêng chứ lộn, sorry. Nghiêng thế này là ổn rồi. Bắt đầu tiến hành loại bỏ đi mấy cái đường mà nó cứng giống như cái lúc ban đầu của em á, mấy cái đường này nó cứng quá nè. Thấy rõ nè. Không, đường này nè, quạch quạch quạch. Thì bây giờ bắt đầu lên lưới được là bắt đầu mình sẽ xử lý mấy khúc đó, xử mấy khúc này lại. Về sếp thì nó lại ổn nha. Về sếp ổn rồi, bắt đầu lên chi tiết đi, có gì sai thì bắt đầu mình sửa. Không có sao. Rồi mấy cái này có mấy bạn làm tốt rồi. Còn ba cái alpha skin thì có cũng được, không có cũng không sao. Tại chủ yếu của mình là hiểu cách scope. Mà con chút cái này của Trang thì hơi bị bự quá. Thì nếu mà có móng tay dài đi nữa thì cái độ của nó hoạt động chỉ ở khúc này thôi. Cái này là tụt tụt quá sâu về khúc phía dưới rồi. Ông mà nó cũng không phải vấn đề lớn lắm, cho nên thôi có mà sửa được thì sửa, không sửa thì thôi cũng không sao. Đây, ok.
Ơi, về phần tay thì lý do là chỉ có một vài bài của các bạn, chủ yếu là mình anh sửa thôi chứ mình cũng chưa có qua bài mới được. Lý do các bạn cũng chưa có làm xong, anh cũng không biết qua bài mới rồi chạy kiểu gì nữa. Người chạy so le này hơi bị cực quá. Nên các bạn cố gắng, các bạn cứ làm tiếp đi ha. Còn bài mới thì vẫn như chốt, 26 là mình nộp bài. Nhưng mà nếu mà các bạn cũng không có bài gì nộp á thì bắt đầu anh nhảy qua bài mới vào cái ngày 26. À quên nữa. 26 là thứ bảy, Tuấn có tổ chức cho mọi người đi chơi cho nên mình sẽ học vào thứ sáu là 25. Thì coi như là 25 là các bạn có bài sửa thì anh vẫn sửa, không thì mình bắt đầu mình qua bài mới thôi. Mình không có thể nào chờ được nhiều người nữa. Cứ chờ chờ là hoài nó sẽ không có kịp. Thì vẫn 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối thứ sáu. Thứ bảy thì mình đi chơi. Thì hôm đó anh cũng sẽ có tham gia với mọi người. Giờ cũng không biết làm gì thì thôi ngồi chơi với mấy này một chút vậy. Ôi, mấy ở thời điểm này thì gần như là cũng anh cũng sắp xong. Hôm bữa giờ anh đi ngồi đi kiếm làm mấy cái anh pha riêng mà hơi bị khó, thử nói thiệt là chứ anh cũng không có thời gian nữa. Thì cái anh pha riêng này á, lấy từ anh lấy hình từ trên mạng đem về, sau đó anh ghép lại. Thì có cái hình này nó cũng khá là đẹp. Thì sau khi ghép lại xong á, thôi để không biết coi còn giữ hình cũ không, để coi. Rồi. Thì mục tiêu ở đây á là anh sẽ cúp để anh làm một cái phần riêng cho cá nhân anh đó mà. Anh sẽ bỏ vào bên trong thằng này ha. À, anh sẽ cho nó thành một cái kích thước là vuông vức. Ở đây player thằng này cái đã. Thì để vuông vức á, bắt buộc thì anh phải canvas ra chứ anh không có scale. Tại nếu mà anh scale image á thì cái chỗ này á nó sẽ bị stress. Thì anh chẳng có mong cái kiểu bị stress lắm đâu. Nên chỗ này á, anh sẽ cho nó ra, canvas nó ra. Sau đó ok, cái này khá ổn cho nên cũng không cần sửa gì nhiều, save nó lại. Và các bạn có thể sửa thành một cái save thành một cái file image nào đó, vân vân. Kế tiếp á thì ok, làm lại cái này đi. Anh insert một cái miếng plane 3D này trên này bỏ đó. Cái plane 3D này á, anh sẽ áp cái texture vào. Cái texture lúc ban đầu là anh sẽ import cái texture này nè. Anh import vào. Thì anh có hồi nãy là anh chỉnh là texture vuông rồi. Đây texture vuông của anh. Chỉnh cái texture này xong á, anh mới bắt đầu áp vào trong này. Thì nếu mà các bạn bật cái texture á thì nó sẽ không có gì ở đây ha. Rồi các bạn để đây nè, bật cái này lên, bật cái này lên là cái chỗ này là để các bạn import. Các bạn có cái chỗ này nè, các bạn cũng có thể import vào chỗ này. Sau đó thì các bạn sẽ có được cái chỗ này, các bạn bật on lên.
Thì có cái on này xong á, các bạn tiến hành các bạn scope dựa trên cái hình này. Và để scope được thì tất nhiên các bạn sẽ có một cái lượng lưới rất là nhiều. Ở đây thì lượng lưới nó chỉ có nhiêu đây thôi, tất nhiên là không được rồi. Các bạn tha hồ các bạn ngồi đập bao nhiêu, 1 triệu cũng được, 1 triệu là cũng khá là ổn. Rồi, khi mà đã có cái này xong rồi, thì mình đã có hình ảnh rồi, thì nhiệm vụ của mình thì cứ ngồi quắn lên, đập lên. Chỉ có điều là nó sẽ hơi bị khó đối với những cái hình mà texture như thế này. Không, các bạn sẽ thấy cái độ nổi nó rất là khó. Nhưng mà đành phải chịu thôi, tại vì hoặc là các bạn có thể đổi qua cái base material, các bạn có thể ngồi làm. Thì anh cũng nói giống như lúc trước mình làm á, nếu các bạn đánh theo những cái chỗ này á thì các bạn cũng cố gắng các bạn ngồi đánh khối trước, đừng có ngồi chi tiết từng chỗ từng chỗ từng chỗ ha. Rồi, anh không muốn nó vuông vức cái kia thì anh sẽ đánh thế này. Thì lý do tại sao á, mà trên mạng người ta ngồi làm người ta bán mấy cái alpha nó là tại vì thực tế là họ cũng phải đi ngồi bỏ công ra, họ ngồi làm cũng khá là cực. Đó lý do là sao mà anh nói nếu các bạn mua được thì các bạn ủng hộ họ là vậy. Các bạn không mua thì mình tự làm của mình thôi. Ví dụ như nè, đó, các bạn có thể tiến hành này nè. Thì các bạn khi mà các bạn cảm thấy mà ổn ổn thì các bạn có thể tắt cái này đi, theo các bạn sẽ có cái đường ở trên đây ha. Lấy cái này chính là cái mục tiêu mà để mình ngồi mình. Hôm bữa anh có chỉ cho các bạn cách để các bạn làm alpha. Nếu mà thật ra á, các bạn cũng có thể lên mạng, thật ra có cái cách này có rất là nhiều. Các bạn có thể Google ví dụ như Jira how to make alpha nè. Có rất là nhiều hình. Thì các bạn có thể lên đây để các bạn coi. Không nhất thiết là các bạn Hello, phải in đi this video ngồi I'll show you mò how you cái can đống create and video của anh modify nếu an mà các bạn alpha không in nhớ. ZBrush. So I'll start with the Đó, ví dụ như này nè. Sau khi người ta ngồi scope thì giống Actually như của create anh alpha out of thôi. this. We can Anh cũng sẽ bỏ công anh ngồi anh scope chỗ này. with like a bunch Rồi of teeth, kế we can tiếp create đó là a các bạn rocky sẽ tiến texture on the hành các character. bạn tạo alpha. Alright, and this is an old creature I was working on. You can see I will and alpha created right here on the bottom. So here is my recently created alpha. Experimentation pretty early see texture on the character. All right, now I have a new alpha here. Đây nè. Transfer grab doc. Thì nó sẽ gọi là anh cái phần And hôm as you can bữa là see, we anh đã now have chỉ a đốc của new mình, còn alpha ngoài ra here. nó còn có cái And we phần can mà begin. gọi alpha. Thì tại vì lâu lâu quá anh hay bị quên cái kèo này thì các bạn có thể ngồi tạo ở đây nè, cái create này rất là nhiều ha. Wrap 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 đâu mất tiêu rồi, quên này. Cái đâu quên nữa, cái phiên bản của mình là phiên bản khác thôi. Xbox Dream Draft Desktop đi. Ok. Rồi, cái transfer này quên nữa, cái gì đó hồi nãy nó xài là bao năm rồi. Rồi, cái này cũ quá rồi. Rồi, cái này nó là phiên bản rất là cũ, đời 2015 cho nên chắc cũng là gì đó cũng khá xưa rồi. Cái giao diện nó bị đổi. Nhưng mà cái cách đó nó, thì mình vẫn làm vậy. Thật ra cái mấy cái này á, nó có thay đổi á, nó có thể là nó
quăng ở một vài chỗ khác thì nó liên quan đến chữ Rapdos này nè. Có thể là bên đây nó sẽ không còn đây Rapdos. Ok, có cái alpha đây ha. Đó, nó sẽ gần gần giống với cái của anh làm. Hơi tốn công một chút thôi, mà nó sẽ là cái alpha riêng của mình. Đôi khi là mình sẽ thật sự mình cần cái alpha riêng của mình hơn là mình đi ngồi kiếm trên mạng. Trên mạng thì người ta làm, mình không có, mà không có tiền mua thì đó là thì công sức người ta làm, các bạn đâu phải yêu cầu người ta đưa cho các bạn free. Thì có thì tốt, không có thì tự làm như thế này thôi, tốn nhiều thời gian mà nó là của riêng mình. Khi làm những cái alpha này á, các bạn cũng không cần phải làm quá nhiều là full hết toàn bộ, cố gắng chỉ làm ở trong một cái khu phạm vi như thế này thôi là đủ, phạm vi tròn thôi. Thì giống như là các bạn sẽ có những cái alpha mà các bạn thấy anh đưa ở trong đây nè, đa phần nó sẽ sử dụng phạm vi tròn. Đây, tại lý do nếu mà các bạn làm full hết á thì khi mà các bạn xuất á nó sẽ ra cứng ngắc như thế này, có nghĩa cứng luôn cả đường biên. Mà đã cứng luôn cả đường biên thì các bạn sẽ thấy cái hồi nãy á, nó có cái gì đó nó nổi lên giống như đây, nó sẽ bị nổi lên. Và để có thể chỉnh cái đó, người ta còn đi chỉnh rất là nhiều thông tin như middle. Đây, middle value. Hãy đỉnh cái này nó bớt lại. Thì cái này các bạn phải đi ngồi lục rất là nhiều. Anh nói thiệt chứ cá nhân anh á, nhiều khi anh còn không nhớ rõ nằm khu nào nữa. Nè, dù như middle value nó như thế này nè. Rồi, dù anh chỉnh nhẹ lại, middle value nó cũng sẽ thay đổi theo. Còn cái lý, còn cái thằng mà nằm ở bên trong á thì hơi bị khó, thì các bạn có thể chỉnh follow up. Không, follow nó lại. Riêng cái chỗ này thì mai mốt chắc chỉ có nước vào Photoshop để ngồi chỉnh cho nó bớt mất cái xám. Thì nguyên tắc là trắng hiện đen ẩn và xám thì sẽ hiện nhẹ, chứ không phải xám là trung tính nha. Bây giờ tại vì đơn giản là anh cũng hết cái gì để anh dạy cho các bạn rồi. Giờ các bạn, anh bàn tay thì anh cũng đã dạy xong rồi. Giờ các bạn chỉ có nước nập bài anh sửa. Mà sửa thì không có thì cũng không biết sửa gì. Nên hôm nay ngồi lấy cái này ra chơi. Thì anh scope mấy cái đường này trước để một hồi á. Sau khi anh tắt cái này nè, anh sẽ không cần phải dựa vào nó nữa. Hơi bị nhức mắt một chút. Hồi nãy hơi nhức mắt quá. Nên sau khi tắt cái đó xong á, thì có cái này á, anh sẽ dựa vào đó để anh đánh mấy cái này lên. Tất nhiên là có rất là nhiều cách để làm alpha. Đây chỉ là trong một cách mà các bạn ngồi scope, các bạn ngồi chơi scope riêng á. Có thời gian ngồi luyện, các bạn cứ ngồi đập như thế này để tạo alpha cho bản thân. Anh không nói cách này là lẹ nha, anh nói cách này là vừa luyện tập vừa làm chơi cho các vừa làm alpha cho cá nhân các bạn đó. Sao có ai cảm thấy chiêu này cực quá không?
Ngoài ra người ta cũng có dùng một số cách nữa. Ví dụ như người ta sẽ sử dụng cái phương pháp vừa là mask. Mình đã update chơi rồi thì mask nó có một cái mask gọi là mask by color. Thì mask by color thì người ta sẽ có sử dụng là intensity. Intensity là cái độ mạnh mạnh yếu của cái texture. Thì trắng thì nó intensity nó mạnh, nó sẽ phân ra một chút như thế, nhưng mà không có nghĩa là nó chính xác đâu nha, nó hơi bị dốt. Chính xác là nó hơi bị dốt đó, mà nó chỉ thì các bạn coi, các bạn cảm thấy nó tốt phần nào thì mình lấy mình xài thôi, chứ không phải là nó quá dốt. Ở khi á, ví dụ như các bạn mà có một cái tấm texture tốt mà trắng với đen á, nó tương phản cao, thì cái intensity này lúc này nó sẽ bắt bắt cái intensity đó rất là tốt. Nhưng mà cái gì cũng mà mờ hết đó thì xin thưa thì intensity nó cũng chịu à. Nè, ví dụ như hồi nãy anh dùng intensity nè, thì các bạn sẽ thấy là nó lấy những cái phần này, nhưng mà nó sẽ không có mạnh. Thì cái mask này á, giúp cho mình á, cái dụ như những cái đường biên á, nó sẽ mask lại và nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Dụ như thế này ha, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Mà có điều là nó hơi bị tại ở chỗ mà nó cái đường này so với cái đường này thì nó vẫn là một trời một vực. Thôi thì nói thiệt chứ ngồi xài cái mắt này ở phần giữa nó không có được đẹp cho lắm, nên cảm thấy là đánh cũng không có ăn thua. Giờ tắt cái mask đi thì lúc đó nó xong nè, nhưng cũng không có được ổn cho lắm. Rồi, thôi. Phần này anh ngồi anh quậy tiếp. Thật ra cũng anh cũng đang ngồi vọc nó thôi. Rồi có bạn nào còn thắc mắc gì nữa không thì anh ngồi anh sẽ tiến hành chỉ cho các bạn. Lo, nếu mà các bạn không còn gì thắc mắc thì ok, mình có thể kết thúc bài tại đây.